chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Người Gieo Hạt Sức Khỏe Tài Chính. Mình là Duyên và bạn đồng hành với mình là anh Quang, cùng đến từ khối quản lý tài sản của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau review cuốn sách Đánh thức con người phi thường cho bạn. Cuốn sách này là của tác giả Anthony Robbins. Ông là một đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh rất là khó khăn và cô đơn vì bố mẹ của ông ly dị từ rất sớm. Mẹ của ông thì đã tái hôn 2 lần. Ông là một thanh niên rất bình thường và thậm chí là không có quá nhiều bằng cấp. Tuy vậy thì ở độ tuổi 24 thì ông đã trở thành 1 triệu phú. Sự nghiệp của ông cũng ghi đầy những dấu tích khi mà ông là một doanh nhân thành đạt, sáng lập và điều hành 9 công ty và là một trong những tác giả có sách bán chạy nhất toàn cầu. Ông là nhà tư tưởng hàng đầu của Mỹ, một doanh nhân thành đạt, tác giả bán sách chạy nhất và từng là cố vấn cho những chuyên viên quản trị của các công ty lớn trên thế giới. Và ông là một trong những người có tầm ảnh hưởng rất lớn và cuốn sách Đánh thức con người phi thường trong bạn là tác phẩm được ông trình bày rất lôi cuốn và khơi gợi sự tò mò. Trong cuốn sách thì ông có nói rằng: "Tôi thực sự tin tưởng vào mỗi chúng ta có một con đường phi thường và đang say ngủ. Mỗi người đều có thực tài, có năng khiếu và có cả một chút khí chất thiên tài chỉ đang chờ đợi chúng ta được đánh thức. Trong cuốn sách mà tôi viết thì có một nguyện vọng mà tôi mong muốn, đó là mong sao nó sẽ trở thành một tiếng gọi lay tỉnh, thách thức những ai vẫn còn nhiệt tâm với cuộc sống và giúp họ khai thác nguồn sức mạnh mà tạo hóa đã ban tặng cho họ." Trong cuốn sách thì ông đã khơi gợi trí tưởng tượng của người đọc và đặt ra những câu hỏi và vẽ ra những khả năng trong tâm trí của họ, đồng thời đưa ra những các bước để có thể thực hiện được mục tiêu. Và đó là những cái ý chính của sách. Vậy thì chúng ta sẽ đi sâu hơn vào ý chính của cuốn sách đó là gì. Thì anh Quang đã đọc rồi, anh Quang chia sẻ với mọi người đi ạ. Mình nghĩ là khi đọc cái cuốn sách này xong, phải nói là một trong những cuốn sách mà mình rất là thích đọc đi đọc lại. Thì nó có 3 cái nội dung quan trọng mà mình rút ra được từ cuốn sách này. Cái nội dung đầu tiên là tác giả Anthony Robbins phản ánh một cái thực trạng là thực tế là rất nhiều người đang sống và hành động dưới cái tiềm năng thực tế mà họ đang có. Đó là điều đầu tiên. Và cái thứ hai là cái nguyên nhân của cái hiện thực vừa rồi ấy, tại sao mà người ta sống và hành động tạo ra kết quả dưới mức tiềm năng là do 2 cái nguyên nhân quan trọng. Một là do phần lớn mọi người bị cái niềm tin giới hạn, tức là ai cũng nghĩ rằng là không thể làm được một cái thứ gì đó. Và cái điều thứ hai, nguyên nhân thứ hai là có một số người là có thể vượt qua được cái niềm tin giới hạn đó, có hành động để tạo sự thay đổi, nhưng cái hành động của họ là nó chỉ mang tính chất còn trong ngắn hạn tạm thời thôi, nó không tạo ra được cái sự thay đổi bền vững. Đó là cái ý thứ hai mà anh tâm đắc từ cuốn sách này. Và trong cuốn sách này cũng từ cái việc đưa ra cái thực trạng và phân tích nguyên nhân thì cũng đồng thời đưa ra cái giải pháp luôn. Và tác giả có nhắc đến 3 bước quan trọng để tạo ra cái sự thay đổi bền vững, mà từ đó mình đánh thức cái con người phi thường trong cá nhân mỗi người. Và tác giả cũng nhấn mạnh luôn là gì, gần như là cái điều mà tác giả ám ảnh suốt cả cuộc đời luôn, tức là nghiên cứu làm sao cái cách gì để mà giúp con người của mình tạo ra một sự thay đổi bền vững để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì 3 bước đó là: bước 1 là chúng ta phải nâng tầm bản thân, bước thứ 2 là chúng ta thay đổi về cái niềm tin hàng ngày về bản thân mình, và thứ 3 là chúng ta tạo ra có một cái thay đổi chiến lược để mà từ đó tạo ra kết quả. Đó là 3 cái điểm nhấn quan trọng mà rút ra được từ cuốn sách này. Sau 3 ý mà anh Quang có chia sẻ là mình đúc kết được, và em cũng thấy 3 cái ý đấy là 3 cái ý rất là hay. Và trong đó thì có một cái ý, đó là thực tế thì rất là nhiều người đang sống và hành động dưới mức tiềm năng của họ. Thì trên thực tế hiện tại ấy, thì chúng ta có thể thấy là rất nhiều người, hay kể cả em trước đây và anh Quang trước đây chẳng hạn, cũng đã từng mắc phải cái này, đúng không? Thì tất cả chúng ta thì ai cũng đều có ước mơ, cũng là từ sâu thẳm tâm hồn mà mỗi chúng ta đều tin rằng là mình có một cái khả năng đặc biệt này, và mình muốn tạo ra một cái sự thay đổi gì đó khác biệt và có ảnh hưởng đến người khác bằng cái cách là cách gì đó, bất kể cách gì mà có thể tạo được và biến được cái thế giới này thành một nơi rất là tốt đẹp, đúng không ạ? Nhưng mà thực chất thì mọi người thì đang bị là đó chỉ là giấc mơ thôi và chưa biến nó trở thành hiện thực được. Và họ, những cái giấc mơ của họ thì càng ngày thì càng trở nên mù mịt, và với những cái nỗi thất vọng và vòng quay đều đặn rất là tẻ nhạt trong cuộc sống. Chính vì thế mà họ chẳng còn sự gọi là cố gắng hay là gắng hết sức mình để có thể đạt được những cái ước mơ hay là những cái hoài bão bên trong họ. Vậy thì cái hành động dưới tiềm năng đó của họ thì nguyên nhân là do đâu, và
cái cách thực hiện như thế nào, như trong cuốn sách này đã nói như thế nào anh Quang? Đúng như vậy Duyên ạ. Thì cái tác giả đưa cái nguyên nhân, hai nguyên nhân quan trọng ấy, thì một là do mọi người bị cái niềm tin giới hạn, tức là ai cũng có những cái nỗi sợ, đúng không ạ? Họ nghĩ là họ không thể bán hàng được. Ví dụ như bản thân anh đi, ngày trước đây là anh làm những nghề về gọi là investment research, mọi người làm nghiên cứu thôi, bao nhiêu năm anh nghĩ là mình chỉ giỏi trong cái việc là đi phân tích ngành, phân tích công ty, rồi viết báo cáo, rồi trình bày cái đó cho nhà đầu tư thôi. Anh không nghĩ là mình có thể làm kinh doanh hay là bán hàng được. Thì chính vì cái điều đó mà nó làm giới hạn cái khả năng của mình suốt bao nhiêu năm. Cho đến một ngày đẹp trời là anh mới nhìn lại thấy là okay, thật ra là mình cũng làm cái công việc mà mình bán. Ví dụ như bán bản thân mình rất là nhiều lần rồi mà cũng rất là thành công. Thì tại sao mình lại có cái suy nghĩ kiểu như vậy? Đấy, thì tác giả đã nhấn mạnh cái ý về cái niềm tin giới hạn là một trong những nguyên nhân gần như là quan trọng nhất mà dẫn đến cho người ta không thể phát huy được hết cái khả năng thực sự của mình, mà tác giả dùng cái từ đó là con người phi thường trong bản thân mọi người. Đó là cái đầu tiên ha. Và cái thứ hai tác giả cũng phân tích rất là kỹ, đó là có thể con người nhận ra cái điều đó rồi, nhưng mà khi hành động á, thì lại hành động mang tính chất không có quyết liệt và không có đủ cái nghị lực và sự kiên trì để tạo ra sự thay đổi lâu dài, đúng không? Thì cái này anh soi lại bản thân mình cũng thấy thế thật. Nó rất là nhiều năm mình cảm thấy là mình chưa chú ý về sức khỏe này, khi mà con các thể loại mình muốn thay đổi, mình viết cái nghị quyết ở trên Facebook ấy, tuyên bố với cả vũ trụ nào là năm mới đây tôi sẽ chú ý anh uống nhiều hơn, sức khỏe nhiều hơn, tôi sẽ quan tâm mọi người nhiều hơn, tôi giúp đỡ nhiều hơn, tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn, năng suất hơn. Chứ cuối cùng thì chỉ vài tuần sau là mình ném cái nghị quyết của mình vào sọt. Thì ý muốn nói là tác giả phân tích là nguyên nhân rất quan trọng là sự thay đổi mang tính chất ngắn hạn và không phải là một sự thay đổi bền vững lâu dài. Phải là một sự thay đổi bền vững lâu dài thì mới tạo ra kết quả thực sự được. Đúng là cái giới hạn niềm tin nó rất là quan trọng, bởi vì khi mà chúng ta đã giới hạn niềm tin, tức là chúng ta không tin tưởng rằng bản thân mình có thể làm được điều đó, và khi đó thì không thể nào chúng ta có thể suy nghĩ lớn hơn và làm những điều lớn hơn hay là những hoài bão, những ước mơ của mình. Và bên cạnh đó, cái thứ hai là cái hành động. Đây là một cái mà về cái ước mơ thì em nghĩ là rất là nhiều người trong chúng ta ai cũng có ước mơ rồi, và ước mơ thì nhưng mà cái quan trọng là để thực hiện ước mơ đó, là cái con đường mà đi đến ước mơ đấy thì không phải là ai cũng thực hiện được, đúng không ạ? Vậy thì trong cuốn sách tác giả có viết lên 3 bước để có thể thay đổi một cách rất là bền vững, đó là nâng tầm bản thân này, thay đổi niềm tin hạn hẹp về bản thân này, và thay đổi chiến lược. Thế thì anh Quang đọc rồi và anh Quang chia sẻ kỹ hơn về cái này. Đúng rồi, anh cũng thấy là tác giả đưa ra 3 cái bước rất rõ ràng đấy, và Anthony Robbins cũng nhấn mạnh luôn, ông ấy gần như dành cả đời để nghiên cứu làm sao giúp cho mọi người có thể tạo ra sự thay đổi bền vững được, giúp cho cuộc sống mình tốt hơn. Và trong đó ông khái quát thành 3 cái bước quan trọng. Bước 1 là về nâng tầm bản thân nhé. Thì trong cuốn sách này tác giả nói là chúng ta trước hết phải xuất phát từ là mình phải nâng cao cái chuẩn mực của bản thân mình đã, đúng không? Tức là con người sinh ra thì có những người bảo ok, tôi như này là được rồi, tôi có một công việc, có một gia đình, ok như thế, tôi ok, đúng không? Nhưng mà tuy nhiên thì nếu mà chúng ta muốn tạo những kết quả vĩ đại hơn, đúng không? Thế ví dụ mình muốn giúp được nhiều hơn, đúng không? Tác động nhiều người hơn, đúng không? Thế thì mình buộc phải nâng cái tầm của bản thân mình lên. Mình không thể chấp nhận với những gì mà con người mình ok, đúng không? Ý là gì vậy? Ở hiện trạng mà lên vào tác giả trong cái cuốn sách ở cái phần chương sau cũng nhấn mạnh luôn là tốt nhất là khi mà đã đưa ra mục tiêu cho bản thân mình thì mình nên gọi là có những cái mục tiêu thật là lớn lao, để cái đó trước hết là cũng để cho mình làm những cái việc quan trọng và tạo ra nhiều giá trị, cũng đồng thời là thường là mục tiêu cao thì cũng cho mình cái động lực lớn lao hơn để mình hành động. Thì đó là cái đầu tiên về cái nâng tầm bản thân. Với thêm một ý nữa trong cái phần mà nâng tầm bản thân á, là tức là bản thân mình phải là người mà giống như kiểu là mình phải làm cái việc đó, chứ mình không phải theo kiểu là tôi muốn làm cái đó và tôi nên làm đâu, mà chúng ta phải là người làm. Và tác giả còn đẩy cái bước cực đoan lên cái bước xa hơn. Thực ra là mình dùng từ cực đoan này hơi quá, nhưng mà để mà tác giả muốn thách thức bản thân mình. Một ngày đẹp trời, chính tác giả kể luôn về cái cuộc đời của tác giả, tức là mình là một thanh niên ở trong một cái phòng rất là chật, rồi cuộc sống rất là khó khăn, lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống là u tối hết. Và một ngày đẹp trời tác giả nói luôn là tôi không thể chấp nhận cái này được nữa, mà tôi buộc phải thay đổi. Thì đó là cái thời điểm, cái khoảnh khắc mà Anthony Robbins thực sự là nâng cái tầm bản thân của mình lên. Và cái bước số 2 về
thay đổi niềm tin giới hạn thì Duyên có muốn? Đúng như anh Quang nói là chúng ta cái bước đầu tiên là bước rất là quan trọng, là nâng tầm bản thân mình lên. Chính vì như trước mình có nói là mọi người đang bị giới hạn bản thân mình, đúng không? Giới hạn niềm tin. Chính vì vậy mà giới hạn thì cái mức mà mình có thể đạt được thì nó ở cái mức rất là thấp. Ví dụ là mình cảm thấy là mình làm được việc này thì mình mới đặt mục tiêu, dạng là như thế. Còn những cái ước mơ của mình thì nó rất là cao, rất là xa. Nếu như mà mình không nâng bản thân mình lên, không tự tin vào chính bản thân mình thì mình sẽ không thể đạt được những cái ước mơ, mục tiêu của mình. Vậy thì cái bước 2 đó là bước thay đổi niềm Bước 2 đó là bước thay đổi niềm tin hạn hẹp về bản thân. Đây là cái bước rất là quan trọng để mọi người có thể nhận ra, nhận diện được làm thế nào để mình có thể thay đổi niềm tin này, để có thể tự tin, để có thể thực hiện cái mục tiêu hay những ước mơ, hay là những cái mà mình chưa bao giờ nghĩ là mình có thể làm được. Thì anh Quang nói sâu hơn đấy. Về cái niềm tin giới hạn là một cái nội dung rất là quan trọng trong cuốn sách này. Thì tác giả đã đưa ra mấy cái bước mà giúp cho chúng ta phá vỡ niềm tin giới hạn, đúng không? Đầu tiên là chúng ta hãy liệt kê hết ra từ xưa giờ mình có những niềm tin giới hạn nào. Ví dụ như là tôi không thể bán hàng được này, tôi không thể nào kiếm được 1 triệu đô này, tôi không thể nào tạo dựng cuộc sống để đạt được tự do tài chính này, tôi không thể nào thành công trong việc đầu tư này, tài chính là việc rất khó, tôi không thể làm được này, tôi không thể giúp đỡ được nhiều người được này, rất nhiều luôn. Thì việc đầu tiên, bước đầu tiên là chúng ta hãy liệt kê hết ra những cái mà gọi là niềm tin giới hạn của bản thân mình. Sau bước thứ hai, chúng ta hãy hình dung và hãy hồi tưởng lại là những cái hậu quả nghiêm trọng mà do những cái niềm tin giới hạn đó nó đã tạo ra cho bản thân mình như thế nào, đúng không? Ví dụ như mình nghĩ là mình không làm ăn kinh doanh được, mình không thể tạo ra tài chính được, thì tự nhiên là cái tài chính của mình nó rất là eo hẹp, đúng không? Và nó làm cho mình khó khăn như nào, mình không có sự tự do như nào, những thứ mình muốn làm mà mình không làm được, thiếu tự tin trong công việc chỉ vì là tài chính của mình nó chưa ổn chẳng hạn. Đó là một cái ví dụ về cái, tức là càng hình dung cái hậu quả càng nghiêm trọng thì càng tốt, đúng không? Rồi đồng thời này là chúng ta tiếp tục hình dung trong tương lai. Tức là bây giờ nếu mà cứ tiếp tục để cái niềm tin giới hạn như này nó giới hạn bản thân mình, thì tương lai 5 đến 10 năm nữa hậu quả nó sẽ như thế nào, nó sẽ nghiêm trọng như thế nào. Tài chính của mình lại tiếp tục ì ạch như thế này, công việc của mình vô cùng tẻ nhạt, không có cái ảnh hưởng gì trong cuộc sống này ha. Đúng không? Mà người ta hay nói là con người là sống từ nhỏ đến năm 25 tuổi, đúng không? Chết sống tận 75 tuổi mang đi chôn, mà vì nó là như vậy. Điểm lại những cái hậu quả trong quá khứ này, hình dung những hậu quả trong tương lai nếu tiếp tục để niềm tin giới hạn này, đúng không? Rồi đến bước thứ ba là chúng ta hãy chuyển hóa nó thành những cái niềm tin mới, đúng không? Từ chỗ bảo là tôi không thể nào đạt được tự do tài chính, thì bây giờ tôi hình dung là tôi sẽ đạt được, tôi phải đạt được, đúng không? Tôi không thể là người kinh doanh bán hàng được, tôi chuyển thành là tôi là người hoàn toàn có thể kinh doanh, có thể bán hàng được. Và chúng ta lại tiếp tục, chúng ta hãy hình dung nếu mà 5 đến 10 năm nữa mà tôi đạt được tự do tài chính thì lúc đó cuộc sống của tôi nó sẽ như thế nào, đúng không? Tôi sẽ có cái gì, tôi sẽ có sự tự do, tôi sẽ làm những điều mình thích, v.v. rất là nhiều thứ luôn, những hạnh phúc trong cuộc sống của tôi như nào. Hình dung càng rõ ràng càng tốt ha. Và đã bước xong, bắt đầu ta sẽ chuyển hóa thành cái chương trình để mình hành động thôi, và ta củng cố cái niềm tin đó liên tục. Thì đó chính là những cái bước cơ bản mà tác giả có nhấn mạnh rất là nhiều trong cái cuốn sách này để mà thay đổi niềm tin giới hạn của bản thân chúng ta. Đúng là cái niềm tin giới hạn thì nó rất là có tác hại, rất là nghiêm trọng tới khi mà các bạn muốn thực hiện những cái mục tiêu. Giống như em ngày trước rất là sợ đứng trước đám đông, rất là sợ run khi mà đứng trước đám đông, không nói được gì luôn. Nhưng mà cái việc mà đứng trước đám đông thì nó sẽ làm cho bản thân mình tốt hơn, và em muốn đạt được điều đó. Chính vì vậy mà ngay áp dụng vào bản thân em thì em đã cố gắng vượt qua cái giới hạn là mình không thể nói được trước đám đông này, và mình đã rất là cố gắng và đối mặt với chính cái điều đó để thay đổi rằng mình có thể đạt được điều đấy. Và đến bây giờ thì em nghĩ là nó hoàn toàn thay đổi đấy ạ. Vậy thì trong cuốn sách của Anthony Robbins thì đã nói về những cái chiến lược cụ thể, vậy thì nó là gì ạ? Đúng rồi, tức là ok, mình đã xác nhận được cái nguyên nhân rồi, mình muốn nâng cao bản thân rồi, mình vượt qua cái niềm tin giới hạn rồi, đúng không ạ? Thì tức là mình phải tin là mình làm được cái điều đó xong, đúng không? Nhưng mà nếu mà chỉ có niềm tin không thì nó không đủ. Chúng ta buộc phải có một cái chiến lược phù hợp để hành động, đúng không? Thì tức là mình phải có một cái chiến lược từng bước một, ví dụ như trong những năm tới mình sẽ làm gì, rồi cái chương trình hành động ra sao, là điều mà tác giả nhắc trong cái cuốn sách này. Và đồng thời tác giả cũng có nói là nên tập trung vào 5 khía cạnh chủ đạo trong cuộc sống, nó rất là quan trọng. Thứ nhất là chúng ta phải tập trung để làm chủ cảm xúc của mình, và nhấn mạnh là đừng để ngoại cảnh chi phối những cảm xúc của mình, mà ta phải chủ động để kiểm soát nó.
Cái thứ hai là phải làm chủ cơ thể, tức là kiểm soát sức khỏe của thể chất, và đừng để tác giả dùng cái hình ảnh gọi là răng miệng tự đào huyệt trong chính mình, tức là chúng ta ăn những cái thực phẩm không phù hợp. Cái thứ ba là chúng ta phải tạo dựng và duy trì các mối quan hệ, tạo các mối quan hệ sâu sắc từ gia đình, từ xã hội, bạn bè, là sẽ được tưởng thưởng bằng cái cảm giác chúng ta được chia sẻ, được đóng góp, và nó tạo ra cái sự khác biệt trong cuộc sống của người khác. Cái khía cạnh thứ tư đó là quản lý tài chính. Tác giả cũng kêu gọi mọi người là hãy thay đổi cái quan niệm về thái độ về sự giàu có. Tức là nhiều người nhầm lẫn, cứ nghĩ là có tiền là sẽ giải quyết được hết tất cả, đúng không? Nhưng mà điều đó là một cái sự sai lầm rất lớn. Chúng ta chỉ nên xem tiền bạc như là một cái phương tiện, chứ không phải là một đích tối thượng để có hạnh phúc. Mặc dù là tiền rất quan trọng, đúng không? Tác giả cũng đồng ý như vậy. Cuối cùng là một cái yếu tố nữa là làm chủ thời gian. Chúng ta đưa ra những quyết định đúng đắn, chế ngự cái sự ham muốn hưởng thụ tức thời, để mà chúng ta cho phép những cái ý tưởng, sự sáng tạo và kể cả các tiềm năng nó đạt đến mức tối đa. Và đồng thời từ đó chúng ta phải phát những cái bước đi cần thiết, sẵn sàng hành động nhưng cũng phải kiên nhẫn trước những cái khoảng dừng. Và bản chất là Tony Robbins cũng là một người coach rất là giỏi và đã áp dụng, đưa ra chiến lược để mà hỗ trợ rất nhiều người trên thế giới này. Và tác giả cũng nói luôn trong một cái cuốn sách khác của Anthony Robbins nói là khi mà chúng ta làm coach cho người khác thì không phải chỉ mỗi cái việc là đến để gọi là tạo động lực cho họ, mà phải cùng họ xây ra một cái gọi là effective strategy, một cái chiến lược nó thật sự hữu hiệu, có ích cho cái người có chi của mình, đồng hành cùng với họ để hỗ trợ họ, giúp đỡ. Như vậy đó cũng là cái ý tưởng mà tác giả nói trong cuốn sách này. Như vậy là trong cái ba bước này, chúng ta nâng tầm bản thân này, chúng ta thay đổi cái niềm tin giới hạn của mình này, vậy thì cái quan trọng không kém đó là chúng ta phải hành động, đó là thay đổi cái chiến lược. Trước đây thì tác giả có nói là chúng ta phải kiểm soát được, tác giả có nói là chúng ta phải lên được kế hoạch cụ thể để hành động này. Trong đó thì chúng ta phải kiểm soát được những lĩnh vực trong cuộc sống, như là làm chủ về cảm xúc, làm chủ về cơ thể, và tạo dựng và duy trì các mối quan hệ, hay là về quản lý tài chính, và cuối cùng đó là làm chủ về thời gian. Có thêm một cái mà trong cái phần mà phần 3 về cái tạo thay đổi chiến lược để hành động á, thì tác giả có đưa ra một cái mô hình 4 bước để hành động khá là cụ thể nữa. Một là đầu tiên là xác định rõ những điều mình mong muốn, và cái bước thứ hai là phải hành động ngay lập tức, đúng không? Phải hành động, cái hành động là cái năng lực rất là quan trọng. Và cái thứ ba là trong quá trình chúng ta hành động là chúng ta phải luôn liên tục theo dõi nó, để mà ta coi thử là yếu tố gì hợp lý, yếu tố nào chưa hợp lý, đúng không? Luôn luôn phải rút kinh nghiệm liên tục như thế. Và bước tư là chúng ta sẽ điều chỉnh để chúng ta tiếp tục hành động, kiên trì cho đến khi nó đạt kết quả thôi. Tất cả các đều 4 bước khác là vậy. Vậy là có 4 bước để mình có thể thực hiện rất là rõ ràng, đúng không? Ngoài ra đấy là những cái ý chính mà mình có thể đúc kết được ở trong cuốn sách, đúng không? Vậy ngoài ra trong cuốn sách thì nó rất còn rất là nhiều điểm nổi bật khác, hay là đủ nổi bật về chính tác giả. Thì em và anh Quang sẽ cùng chia sẻ với các bạn nhé. Thì anh Quang nói trước đi. Đầu tiên anh thấy có một cái điểm mà tác giả nhắn mình đi nhắn mình rất là nhiều lần luôn, tức là một cách để mà chúng ta tạo ra cái động lực mạnh mẽ của mình là như thế nào, đúng không? Thế thì tác giả đã nói đến hai cái yếu tố: con người mình làm gì, suy nghĩ gì thì cũng muốn hai cái. Một là người ta có nhu cầu gia tăng cái niềm vui sướng của mình, những cái kết quả mình đạt được khi mình hành động cái thứ gì đó. Và cái điều thứ hai là người ta muốn tránh xa những cái nỗi đau, những cái mất mát. Và từ cái việc là mình không hành động một cái gì đó mà nó khiến cho mình bị gây tổn hại như vậy, là tác giả nhấn mạnh cực kỳ nhiều trong cái việc này. Và chính cái yếu tố mà phấn đấu để đạt được cái niềm vui cũng như là tránh cái nỗi đau, cái mất mát, thì cũng là một cách để phá vỡ cái niềm tin giới hạn mà nãy anh có nhắc ở cái phần trên, nhưng mà trong này tác giả nói rất là nhiều lần để chúng ta tạo động lực cho chính mình. Đó là cái điểm mà anh thấy rất là nổi bật, chúng ta cũng cần khai thác trong cuốn sách này. Có một cái điểm mà em cũng thấy khá là hay ở đây, đó là ông nhấn mạnh đến cái yếu tố cảm xúc. Nếu như mà như chúng ta thường nghĩ, vì rất là nhiều người nghĩ đó là cái yếu tố cảm xúc là cái yếu tố mà mình không thể kiểm soát được, nó là hoàn toàn tự nhiên xuất phát từ chính con người chúng ta. Nhưng mà thực chất thì ông có nói đó là ông khẳng định là yếu tố cảm xúc là hoàn toàn có thể học được và rèn luyện được để chúng ta có thể kiểm soát nó một cách tốt nhất. Ông nói là cảm xúc thì gắn với những cái trải nghiệm nào đó tác động lớn lao đến việc thay đổi hành vi bền vững trong tương lai. Đó là về cái yếu tố về cảm xúc mà ông Tony Robbins có nói ở đây. Vậy thì ngoài ra thì anh Quang còn thấy có điểm gì nổi bật nữa? Hồi nãy trong quá trình chia sẻ cái niềm tin giới hạn á, Duyên có nói về cái ví dụ là trước đây em nói trước đám đông em run ấy, đúng không? Thế thì lúc mà thay đổi á, thì em thay đổi là một quá trình hay là em thay đổi ngay lập tức? Em nghĩ là như nào với bản thân của em nghĩ là mình có thể thay đổi được cái đó ngay lập tức được không, hay là em nghĩ là phải mất thời gian?
em lúc đầu ấy, thì em nghĩ là mất thời gian, nhưng mà đến cái lúc mà em bắt đầu muốn thay đổi thì em nghĩ rằng là nếu như mình không hành động thì mình sẽ không thể thay đổi được. Đúng rồi. Và sau cái lần đầu tiên mà em quyết định là mình đứng trước đám đông và quyết định là thay đổi để không run nữa, thì cứ sau một lần, hai lần, ba lần thì cái cảm giác run sợ đứng trước đám đông thì nó càng giảm bớt, anh Quang. Ừ. Đấy, thì trong cái cuốn sách này Tony Robbins cũng nói luôn, tức là đối với Tony Robbins đó, là thay đổi là hoàn toàn thể thao ngay lập tức, chứ không phải theo kiểu là phải chờ đợi hay chần chừ gì hết. Đó là cái điểm rất là mạnh trong cái cuốn sách này của tác giả. Tác giả có nói là cái trí óc của mình đó, nó luôn hào hứng chờ đợi cái mệnh lệnh mà nó sẵn sàng thực hiện bất kỳ cái thứ gì mà mình yêu cầu mà nó lập tức được. Và trong thực tế là Tony Robbins là một người coach trong rất nhiều sự kiện của ông, mà anh có xem trên video clip ấy, tức là cả lần là Tony Robbins ví dụ luôn ai là người trong này có ý định tự tử, và Tony Robbins xuống trực tiếp tại chỗ, coach tại chỗ luôn mà thay đổi người đó ngay lập tức vĩnh viễn là sao, không bao giờ họ có ý định tự tử nữa hết. Đó là cái điều mà Tony Robbins nhấn mạnh trong cái này rất là nhiều. Đôi khi là chúng ta cứ hay cứ nghĩ là ok, cái này mình phải dần dần, phải chờ ngày mai, chờ tháng sau, ngày kia nó không được thay đổi được. Đã là thay đổi là phải thay đổi ngay lập tức. Đó là tác giả nhấn mạnh trong này rất nhiều. Và còn một điểm nữa mà em thấy rất là hay và đáng chú ý ở đây đó là trong cuộc sống thì có rất là nhiều luôn luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh sống này hay là trong môi trường sống này, nhưng mà những cái điều kiện sống hay là môi trường sống của chúng, tức là trong cuộc sống thì họ luôn tin rằng đó là sự kiện trong đời điều khiển cuộc sống của chúng ta và môi trường cuộc sống sẽ hình thành nên con người của chúng ta như ngày hôm nay. Nhưng mà ông Tony Robbins ông nói rằng có quan điểm đó là không bao giờ là do môi trường sống, mà chính là do ý nghĩa của chúng ta gắn liền với những cái sự kiện đó, hay là cách mà chúng ta diễn dịch mới chính là điều mà hình thành nên con người của chúng ta. Anh Quang thấy ý này như thế nào? Anh thấy ý đó là ý hay đấy, ý rất hay luôn. Mà anh nghĩ là ý này là ý rất hay. Trước đây lúc mà làm coaching thì anh cũng rất là ngưỡng mộ Marshall Goldsmith, là một người chuyên làm executive coaching, coaching cho những CEO hàng đầu. Thì trong cái hệ thống của Marshall Goldsmith thì ông ấy chia sẻ rằng là để thay đổi được hành vi thì cái yếu tố môi trường rất là quan trọng. Nhưng mà khi mà tìm hiểu kỹ về Anthony Robbins, và đặc biệt là sau khi đọc cái cuốn sách này, cuốn sách đánh thức sự con người phi thường trong bạn, thì mới thấy là cái yếu tố môi trường hoàn cảnh nó không phải là yếu tố quyết định, mà cái cách chúng ta nhìn nhận cái yếu tố đó như nào và cái sự chủ động của mình như nào. Cụ thể là trong cuốn sách tác giả có kể câu chuyện là có một cái gia đình có ông bố nghiện ngập và ông Văn á, đúng không ạ, cả hai người con, thì hai người đã cùng được sống trong cái môi trường gia đình đã nuôi dạy, cuối cùng một người thì bê tha không khác gì bố của mình, và một người thì lại vượt lên rất là thành công. Khi mà người ta hỏi survey ra thì hai người cùng trả lời cùng một câu luôn: tôi có thể làm gì khác trong một cái môi trường như vậy. Đúng không? Như vậy là nó cũng chứng tỏ một điều là môi trường không quyết định, cái cách chúng ta nhìn về cái đó như nào, người ta hành động như nào, nó mới là yếu tố quyết định, thì cái đó rất là quan trọng. Đúng là như thế, bởi vì là cái mà chúng ta nhìn nhận vào thực tế hay là cái mà chúng ta nhận diện được thực tế để mình muốn mình như thế nào thì nó sẽ quyết định đến cái vấn đề này, và môi trường không có ảnh hưởng quá lớn đến điều này. Ngoài ra thì trong cái cuốn sách này anh thấy tác giả có nhắc đến một cái mô hình để mà chúng ta liên tục hoàn thiện mình, anh thấy cũng khá hay. Viết tắt từ cái từ là Kani. Kani là viết tắt của cái từ là constant and never ending improvement, có nghĩa là chúng ta liên tục hoàn thiện của mình, đúng không? Tức là ngoài cái việc là sau khi tạo ra hành động thay đổi nhé, thì để mà duy trì nó lâu dài được, thì chúng ta nên áp dụng cái yếu tố Kani này, tức là hành động liên tục, và tức là nó giống như là có một cái mô hình, mình thấy cái yếu tố hợp lý không hợp lý mình rút ra kinh nghiệm, mình thay đổi dần dần theo thời gian, thì cái đó cũng là một cái ý mà khá là tâm đắc trong cái cuốn sách này. Ngoài ra thì trong cuốn sách này tác giả cũng có hỏi mình ba câu hỏi mỗi ngày, khá hay. Một là tôi đã học hỏi gì trong ngày hôm nay, tôi đã đóng góp hoặc hoàn thiện được gì, tôi hứng thú với điều gì, cũng mất các bạn. Ngoài ra thì anh cũng có thêm một cái điểm tâm đắc nữa là anh thấy tác giả có đưa ra một chương trình 7 ngày, riêng có chú ý yếu tố đó không? Là đưa ra luôn, tức là từ cái việc là hệ thống lý thuyết các loại như nào rồi, thì tác giả đưa luôn cho mình một cái chương trình 7 ngày định hướng cho cuộc đời, mỗi ngày chúng ta giải quyết một thứ. Em có xem đó là phần cuối của cuốn sách đúng không? Tức là 7 ngày định hướng cho cuộc đời, đó là ngày thứ nhất là làm chủ cảm xúc này, ngày thứ hai là rèn luyện thể chất, ngày thứ ba là tạo dựng và duy trì mối quan hệ, ngày thứ tư là ngày quản lý tài chính, thứ năm đó là tạo lập quy tắc ứng xử,
Thứ sáu đó là làm chủ thời gian, làm chủ cuộc đời. Thứ bảy đó là nghỉ ngơi và vui chơi. Đúng không anh Quang? Đúng, đúng như vậy luôn. Anh thấy cái này mà nếu mà chúng ta cứ hành động liên tục 7 ngày như thế mà sau đó duy trì liên tục thì nó sẽ chuyển hóa cuộc đời của chúng ta rất nhiều. Vậy thì đấy là cái nội dung mà mình có chia sẻ là về cuốn sách. Vậy thì sau cuốn sách này anh Quang đã rút ra được bài học gì, hay là anh Quang đã hành động gì sau khi đọc cuốn sách? Thực ra thì Anthony Robbins là một cái tấm gương mà anh rất là ngưỡng mộ. Nhất là sau khi học về chương trình coaching và NLP ấy, thì người ta có đưa ra một ý quan trọng như này. Tức là làm sao mà mình phát triển bản thân mình trong thời gian, tức là rút ngắn được cái thời gian đó một chút. Ở đây mình không nói là theo kiểu mình vội vã, nhưng rõ ràng là nếu mà một cái việc đó mà 10 năm mình mới làm được, nhưng nếu mình cắt ngắn được 5 năm thì rõ ràng nó tốt hơn nhiều chứ, đúng không em? Thế thì NLP nó chỉ ra là chúng ta nên học hỏi những mô hình thành công. Và anh tin rằng là cái con người Anthony Robbins nhá, không phải chỉ là cuốn sách này mà mình nhìn vào cái con người của tác giả đó là một tấm gương rất là tốt. Và trong cuốn sách này là có cái hướng dẫn rất là chi tiết cụ thể rồi, thì anh cũng đã và đang làm như thế rồi, đúng không? Bước 1 anh cũng nâng tầm bản thân của mình lên. Trước giờ mình chỉ nghĩ là ok, một năm mình kiếm nhiêu đại tiền là đủ rồi, đúng không? Và anh thực sự là đã có một cái thách thức cho bản thân mình là trong vòng 1 năm anh phải tăng cái thu nhập của mình lên gấp 3 lần. Anh hoàn toàn có chương trình hành động để tự tin là mình có thể thay đổi từng bước để mình đạt được cái kết quả như vậy. Và nói chung là đang làm rồi. Đấy, và cũng từ cái con người của Anthony Robbins là khi thay đổi bản thân mình thì giúp đỡ được nhiều người khác nữa. Thì anh cũng hướng tới là cái việc là mình cũng từ bản thân mình cũng giúp đỡ được nhiều người khác thông qua các hoạt động trong cái lĩnh vực về tài chính cá nhân, về coaching của mình, life và financial coach. Còn em thì sao? Em nghĩ như nào? Em thấy cuốn sách này em có thể học được gì và đã hành động gì rồi? Trong cái cuốn sách này thì em rất là tâm đắc ở cái phần đó là ông ấy nói về niềm tin giới hạn. Và cái phần đấy là giúp cho em học hỏi rất là nhiều. Có những còn rất là trẻ, chính vì thế mà em có rất là nhiều những ước mơ, những khao khát, những cái việc mà mình muốn đạt được, đúng không? Nhưng mà từ trước đến giờ thì em luôn luôn giới hạn mình. Và sau khi đọc được cuốn sách này này và gặp được một vài người bạn thì đã giúp em có thể thay đổi cái niềm tin giới hạn của mình, để mình có thể dám hành động để đạt được những cái ước mơ đó. Và hiện tại thì em cũng đang thay đổi, không còn giới hạn niềm tin nữa để có thể đạt được cái điều mà mình mong muốn. Không biết nói như nào. Ngoài ra thì nó có mấy cái chương trình ngoài cuốn sách này thì Duyên nghĩ là mình có nên chia sẻ thêm với mọi người audience tham khảo cái gì từ Anthony Robbins được không? Có, tại vì là Anthony Robbins là người rất là nổi tiếng và ông là người tạo động lực cho mọi người để mọi người có thể thay đổi cuộc sống của mình ngày càng hạnh phúc hơn, hay là đạt được những điều mà mọi người mong muốn. Thì mọi người có thể theo dõi YouTube của ông Tony Robbins, và ông có những series rất là hay, series ví dụ như là series về Personal Power, thì cái này thì gồm khoảng 20 tập ngắn ở trong đó thì mọi người có thể nghe này, hoặc là series The 10 Gifts of Life của ông, thì đó là những món quà trong cuộc sống thì mọi người có thể tham khảo để nghe cũng như là học hỏi thêm từ Tony Robbins. Thì tóm lại thì đây là một cái cuốn sách rất là hay và đáng để cho mọi người đọc. Và thông qua đó thì cuốn sách cũng nêu ra những cái hoạt động hay là những công cụ rất là hữu ích để có thể làm giàu thêm cái chất lượng cuộc sống của mọi người. Và đây cũng có thể là một cuốn cẩm nang để mọi người có thể tham khảo bất cứ lúc nào khi mà mình đặt ra mục tiêu mới hay những thách thức mới trong cuộc sống. Chính vì vậy mà mọi người hãy hành động ngay lập tức, ngay ngày mai hoặc là ngay hôm nay, ngay tại thời điểm này để có thể đạt được những cái mục tiêu của mình. Còn nếu như mà mọi người cảm thấy là mình chưa hành động được, hay là mình chưa đủ động lực, hay là chưa có người thúc đẩy mình để mình có thể hành động, thì mọi người có thể sử dụng đến một coach, đến một người coach để họ có thể đồng hành cùng với các bạn, để các bạn có thể thực hiện những cái mục tiêu trong cuộc đời. Như vậy là cái buổi review sách về những cái cảm nhận của mình và anh Quang đến đây là hết. Thì rất là cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe cái chuyên mục Người Gieo Hạt Sức Khỏe Tài Chính của chúng tôi. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.